Đây là cách người ta lấy kiến mọi người ạ. Kiến đỏ ngon lắm rồi. Nhiều thật sự luôn đấy. Đây mình sẽ chỉ cho mọi người nha. Rồi còn một tổ ở dưới này nữa này. Ui dồi ôi. Cái này cho miếng thịt bò vào đi. Tổ dưới nữa mọi người này. Chọc nó ra. Mẹ ạ. Của mình. Toàn là con cái của nó thôi mọi người. Đấy, vẫn giả lại cho mọi người nha. Lên. Rồi. Cho bột vào. Chế biến. Ôi rồi. Rồi. Cho bột trắng. 717 ra đề nhá. Đề anh em nhá, 6717 nhá. Rồi, bây giờ đến lúc chế biến rồi đây. Đây này, đấy, đơn giản lắm mọi người. Tổ này cũng được. Khá khá. Ừ. Đi chải nó. Đỡ hơn mấy tổ kia. Tổ kia nó bị vỡ đi mọi người. Tổ này còn nguyên này, toàn là con của nó đấy. Ôi giời, nhiều thế. Đây nha mọi người nhá. Này. Đấy, kiến đấy. Kiến mọi người ạ. Đó, thế thôi mọi người ạ. Thế là tí lại có sản phẩm rồi. Rồi, đấy con của nó sẽ chạy xuống dưới đấy. Ấy, đơn giản. Mình dùng bột mì này là nó thoải mái luôn. Về chỉ cần cho nước vào là bột mì này là chảy ra hết, còn lại mỗi cái nhộng của nó thôi. Đâu nó lăn vào nhau đấy. Cho ít này. Được cần nhà hàng 1, 2 không? Mình đi nào. Này để làm sạch thì nó còn một công đoạn nữa. Ừ. Còn nãy tí về khi làm sạch thì mới nói tiếp. Khi đấy thì dùng quạt thổi anh ạ. Dùng vải lau từng nhộng một nha. Đấy, dùng vải mà. Dùng vải dán xe của mình ý. À, túi nửa đấy đấy này. Cường đấy, tay bự ơi. À, túi mà gọi túi mày. Túi 60 kg nữa. Đi. Nó hỏi với cái con này nữa. Đấy, nó đang chạy xuống này. Chạy ngay đi không thì ăn bột mì. Không được có mà dừng lại. Mày phải chạy xuống đi, tao còn đây mày. Đây, lần này được nhiều hơn này. Ha khẩu má mà khe đấy nó ăn hami. Ờ. Đín đấy. Đín căng tay này. Ha uống lên. Ô nhưng mà cái này nó lấy lớp đâu lên nhỉ? Nó để chứa nhộng chúa của nó anh ấy cái đấy. Được đó, đấy. Ok mọi người ơi, thế này đã. Bây giờ là thế này đã nha. Ô, nó cốt mà nó. Vẽ đi. Lại có con bìm bìm kêu mọi người ạ. Ồ này được đấy. Đấy, ồ này được đây này. Đấy. Tổ này được nhiều. Con này mày cho ai phạt rồi đi. Đấy. Con bìm bìm to quá. Chạy xuống đi anh em. Thật sự thì đội mình nó ở rất gần mọi người đấy. Ok nha, giờ là khâu thu hoạch. Được 2 hàng. Đây vừa nãy được bằng này. Hai tổ này được nhiều nhưng mà được mới một tổ kia toàn con. Con. Đây, em cầm cho. Đấy. Ok. Ok nha mọi người nhá. Đấy, được bằng này rồi. Ok, lại đi tổ tiếp theo mọi người ơi.